Xin chào bạn nhỏ. Chào mừng em đến với Học Văn Chị Hiên. Có bao giờ em biết đến câu chuyện về những chú cá nhỏ vượt đại dương không? Và có bao giờ em tự hỏi tại sao những chú cá ấy lại có thể vượt qua đại dương bao la không nhỉ? Đó là câu chuyện của ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc. Đối với những bạn nhỏ lớp 9 đang chuẩn bị đối diện với kỳ thi vào 10 thì câu chuyện của các em cũng như vậy đấy. Hành trình phía trước sẽ còn rất nhiều những gian nan, khó khăn, thử thách, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội lớn để chúng mình chứng tỏ bản thân và chinh phục ước mơ. Đừng quên rằng Học Văn Chị Hiên vẫn luôn ở đây để đồng hành cùng với các bạn, sẵn sàng nâng bước các em trong khóa học chạy văn 2K8. Có 6 lý do mà chị tin chắc là các em sẽ không thể bỏ qua khi đến với khóa học chạy văn này đấy. Thứ nhất, đây là tấm phao cuối cùng dành cho những bạn nhỏ nước đến chân mới nhảy. Bởi trong khóa học này, chúng ta sẽ có cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng để cùng tổ ôn về tất cả các kiến thức, từ kiến thức nền cho đến phương pháp làm bài để sẵn sàng cho kỳ thi vào 10 nhá. Thứ hai, đây là khóa học dành cho tất cả các học sinh trên cả nước. Đừng lo lắng rằng đề thi của tỉnh em có cấu trúc riêng biệt, bởi vì trong khóa học chạy văn này, các chị đã xây dựng lộ trình theo tất cả các cấu trúc đề thi mà các bạn có thể ôn theo và chinh phục đề thi của tỉnh mình đấy. Lý do thứ ba, đây là khóa học cung cấp kiến thức và phương pháp đúng, đủ, sâu dành cho tất cả các em. Thay vì đem đến cho các bạn những bài viết mẫu rất dài, khiến cho chúng mình bị áp lực trong giai đoạn ôn thi cuối cấp, thì trong khóa học chạy văn này, chúng ta sẽ học bằng sơ đồ tư duy đối với kiến thức các tác phẩm. Chúng ta sẽ học bằng phương pháp để chinh phục phần nghị luận văn học, nghị luận xã hội ở nhiều dạng đề. Và chúng ta sẽ cùng học kỹ năng trình bày, trả lời, làm sao đạt điểm tối đa trong phần đọc hiểu các em nhé. Lý do thứ tư, khóa học chạy văn này sẽ giúp các bạn nâng cao và cải thiện kỹ năng làm bài. Đó là những kỹ năng như trả lời đúng và trúng đối với phần đọc hiểu, hay kỹ năng viết nhanh và hay với phần nghị luận xã hội, rồi kỹ năng phân tích dẫn chứng thơ và văn xuôi, những điều mà chị nghĩ rằng sẽ giúp cho các em không bị áp lực đối với môn văn nữa đấy. Trên tay chị bây giờ đang là cuốn tài liệu của khóa học chạy văn. Đây là tài liệu độc quyền chất lượng dành riêng cho những bạn nhỏ đăng ký khóa học. Trong đây đã có tổng hợp đầy đủ những kiến thức của chương trình ngữ văn lớp 9 để giúp cho em tự tin chinh phục kỳ thi vào 10. Kết hợp với cả nội dung trong cuốn sách này và cùng với việc nghe giảng thì chị tin chắc rằng các em có thể đạt điểm 8 cộng môn văn sau 20 buổi học của khóa học này đấy. Và lý do thứ 6, khi tham gia khóa học, các bạn sẽ được hỗ trợ giải đáp. Chị biết rằng trong quá trình học thì các em sẽ có rất nhiều những câu hỏi, đặc biệt là khi chuẩn bị đối diện với một kỳ thi quan trọng. Thì với những câu hỏi đó, chúng ta hoàn toàn có thể tương tác cùng với giáo viên, trợ giảng để được hỗ trợ giải đáp nhanh nhất nhé. Hiện tại, học phí của khóa học đang được ưu đãi chỉ còn 799k cho 20 buổi học. Đến hết ngày 27 tháng 3 thì học phí của khóa học sẽ trở về với mức học phí gốc là 999k. Bên cạnh đó, khi tham gia khóa học này sẽ còn rất nhiều những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chinh phục kỳ thi vào 10 sẽ được chị bật mí đấy. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không nhắn tin ngay về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789 để đăng ký tham gia khóa học chạy văn này nào. Hẹn gặp lại tất cả các em ở trong khóa học chạy văn này nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.